Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Mỗi Ngày Một Vin News. Và như thường lệ, hãy cùng mình điểm qua những tin tức mới được cập nhật trong bản tin ngày hôm nay nhé. Rò rỉ sơ đồ thiết kế iPhone 14 Series cho thấy sự khác biệt giữa các phiên bản với nhiều nâng cấp đáng kể về chip và camera. Google đang có động thái phát triển một cách gửi thông báo mới độc nhất vô nhị. Ngày ra mắt Oppo K10 5G, K10 Pro 5G được xác nhận thông số kỹ thuật chính và thiết kế lộ diện. Sau khi iPhone 13 Series được ra mắt vào tháng 9 năm 2021, thì mới đây, những thông tin liên quan đến iPhone 14 Series đã được tài khoản có tên là Cosmic Ultra Machine tiết lộ. Cụ thể, tài khoản này đã đăng tải các sơ đồ thô về thiết kế của các dòng iPhone 14 Series. Apple đã loại bỏ phiên bản iPhone mini trong dòng iPhone 14 Series. Thêm vào đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max rất có thể sẽ có những camera khá lớn. Kích thước của camera đã tăng lên do cảm biến camera 48MP mới được cho là sẽ thay thế module 12MP. Kích thước của camera sẽ lớn hơn 35% và chiều cao của ống kính sẽ tăng từ 5 đến 10%. iPhone 14 bản tiêu chuẩn sẽ đi kèm camera tương đối nhỏ. Những hình ảnh rò rỉ này còn cho thấy được, rất có thể iPhone 14 Pro sẽ có màn hình đục lỗ thay vì tai thỏ như những dòng iPhone trước. Hơn hết, cũng chỉ có phiên bản này mới có màn hình với tốc độ làm mới 120Hz được Samsung và LG sản xuất cùng con chip A16 Pro tiên tiến hơn những phiên bản tiền nhiệm. Dòng sản phẩm mới cũng rất có thể sẽ có tính năng liên lạc thông qua vệ tinh và có thể cung cấp dung lượng RAM lớn hơn so với các phiên bản tiền nhiệm hiện tại. Bạn có mong chờ dòng iPhone 14 Series sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian gần nhất không? Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể tham khảo các dòng iPhone 13 Series mới được cập bến tại Bạch Long Mobile nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua tin tức tiếp theo. Các thông báo trên các thiết bị của chúng ta ngày nay thường có các dạng thông báo rung, đổ chuông, đèn LED. Tuy nhiên, Google cho rằng còn có thể có những loại thông báo khác nữa. Google công bố họ đang thử nghiệm dự án Little Signals, dùng các yếu tố môi trường để thông báo đến người dùng. Một phương pháp nổi bật bao gồm thiết bị thổi không khí vào các vật ở gần như lá cây, làm chúng đung đưa để thu hút sự chú ý. Một thiết bị khác có khả năng tạo ra cái bóng nhỏ, giao tiếp thông qua các chuyển động của bóng mà nó tạo ra. Một thiết bị có cánh tay bằng nhựa gõ vào bề mặt để tạo ra âm thanh thông báo. Âm thanh mạnh hơn có nghĩa là tin tức cấp bách hơn. Hy vọng là sẽ không có nhiều thông báo đến vào ban đêm. Những phương thức khác bao gồm một thiết bị có các chốt có thể tự nâng lên và hạ xuống, một thiết bị tạo ra âm thanh môi trường. Những phương pháp này có lẽ chỉ mang tính thử nghiệm, nhưng chúng ta cũng có thể mong chờ để thấy được những chiếc loa thông minh Nest trong tương lai được trang bị chức năng tạo bóng hoặc thổi khí nếu Google tìm ra cách sử dụng hiệu quả cho các công nghệ này. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tin tức cuối cùng của chuyên mục Mỗi Ngày Một Vin News ngày hôm nay nhé. Oppo đã chính thức xác nhận hãng sẽ tổ chức sự kiện ra mắt lúc 2 giờ 30 chiều theo giờ địa phương vào ngày 24 tháng 4 để công bố dòng Oppo K10 5G. Dự kiến dòng sản phẩm sẽ có hai mẫu là Oppo K10 5G và K10 Pro 5G. Theo nguồn tin cho biết, rất có thể Oppo K10 5G sẽ sở hữu màn hình LCD 6,59 inch cùng độ phân giải Full HD+, tốc độ làm mới 120Hz, camera trước 16MP, bộ ba camera sau lần lượt là 64MP, 8MP và 2MP, đồng thời có dung lượng pin là 5000 mAh. Thiết bị cũng được xác nhận sẽ có hai màu là Titanium Black và Clear Blue. Mặt khác, Oppo K10 Pro 5G cũng đã lộ diện trên trang chứng nhận TENAA, từ đó để lộ thông tin có màn hình OLED 6,62 inch với độ phân giải Full HD+. Bên trong thiết bị có bộ vi xử lý Snapdragon 888, viên pin 5000 mAh và hỒ trợ sạc Super VOOC 80W. Cả hai điện thoại đều có RAM 8GB, 12GB và bộ nhớ trong lần lượt là 128 và 256GB. Và tin tức trên cũng đã khép lại chuyên mục Mỗi Ngày Một Vin News ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số Vin News kế tiếp.